cái nghĩa cho mình quen nhau, đúng không? Đó, thì anh nghĩ rằng tụi em, nếu tụi em mà cảm thấy tụi em là một thành viên trong một cái diễn đàn thì tụi em nên kết nạp. Kết nạp rất là đơn giản, chỉ cần on cam lên, đưa hai tay lên trời, đưa một tay lên, rồi sau đó anh sẽ mở nhạc, sau đó tụi em sẽ kết nạp. Nhưng thí dụ một ngày nào đó tụi em mang một cái óp, tụi em phá rim, tụi anh vẫn cười, không sao. Tại vì sao? Tụi anh vẫn sẵn sàng hy sinh, hiến dâng cuộc đời trai cho tụi em dày dò lên thân xác, đúng không? À, thì tụi em có đọc ai em nào đồng ý hay không? Nếu đồng ý tụi em lên kết nạp đi, không có sao đâu, chuyện nhỏ như con thỏ. Một người vì mọi người, mà mọi người coi mình như người mọi, không sao. Anh đi xuống nha, để anh gắn cái óp cho em xem, tại sao em xem không biết đeo óp vậy. Anh đi xuống, óp vậy, anh đi xuống. Anh ơi, vậy thì có phải cởi hết đồ ra không? Có phải coi cho anh coi vú coi lùn không anh? Đúng không? Đúng không? Không hả? Vậy thì kết nạp như thế nào anh? Kết nạp như thế nào ạ? Em không hiểu à, bởi vì anh nói vừa nãy. Đó là bây giờ, đó là bây giờ. Ok, thì máy. Alo, tụi em có thể cho anh lên nói được hay không? Em lớp, em đã sai. Bởi người ta nói rằng suy bụng ta, xa bụng người. Kết nạp nãy giờ em ngồi đã thấy rồi, không cần cởi áo, không cần cởi quần, chỉ cần tụi em có tấm lòng trong sáng thanh cao, lời hay ý đẹp cùng trao chân tình. Đó là những thành viên trong room, không cần coi vú, không cần coi chim, không cần coi gì hết. Trời ơi trời, tụi em tưởng rằng là anh làm vậy là để coi tụi em hay sao? Bậy bạ quá đi. Trời ơi trời, thiếu gì, chút xíu anh chạy vô trang web anh coi, ồ thiếu gì đẹp, đúng không? Chỉ là một tấm hình thôi, chỉ là một cái hình thôi. Thà anh ngồi anh coi phim xét sướng hơn. Ok, I love you, em lên đi. Anh sẵn sàng kết nạp em đó nha. Trời ơi, nghe cái giọng cười của anh chắc là chết mất hà. Anh ơi, vậy thì cho em kết nạp nha. Không phải coi những cái thứ đó thì cho em kết nạp với ha. Bởi vì em chưa biết, mới vô trong bao thớt chơi thì thấy vô trong này em vừa mới chạy vô xong em chưa coi được cái gì hết à. Chứ anh nói em cười nãy làm coi thì em chưa coi được cái gì nên em không có biết. Mà biết kết nạp làm sao hả anh? Lần đầu tiên em vô trong bao thớt em mượn cái áo này đẹp kia đẹp kia. Thì ok, anh thì vô trong này kết nạp thì không coi vú, không coi lộn, nhưng mà coi mông. Em có thể nào on cam được cái mông ra coi cái được hay không vậy? Chứ mà anh em... Cho em hỏi nha em ơi, ví dụ như muốn kết nạp là sao, kết là sao mà nạp là sao vậy hả? Có thể nào giải thích lên được không vậy? Nãy giờ em cũng mới vừa vô rồi, em cũng không biết chơi làm sao hết trơn á, mong mình chỉ dạy cho. Alright, để anh giải thích về vấn đề kết là kết nghĩa anh em huynh đệ tỷ muội 145 người. Nạp là có nghĩa giống như là nạp điện thoại, giống như là nạp vô cái OB, hiểu hay không vậy hả? Có nghĩa là kết và nạp, hiểu hay chưa? Đó, đúng không? Kết nghĩa. Ok, thì anh đơn giản như vậy thôi, nhưng mà tụi em phải nên nhớ rằng đó, không có phải là thôi cái này anh nói thật. À, tụi em muốn một thành viên trong một cái room, anh lúc nào cũng sẵn sàng nha, không có sao hết. Thật ra thì chúng ta là đại gia đình, cái tình cái nghĩa cho mình quen nhau. Nếu tụi em cảm thấy trong đây vui, tụi em nên vào đây chơi, đúng không? Lên online chúng ta chỉ đi tìm niềm vui đó. Nhưng mà tụi em đừng có nghĩ rằng là anh phải lợi dụng tụi em để